Quay lại mà kêu Quay ra tắt lại, bếp chị chứ hai ra đang đứng ngồi hoài đứng mà. ngoài mà. Sao mà thì xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh ông chị em xa xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ vợ chồng Thủy với lại con Thủy, cháu Thủy đi ăn bún mắm nha cô chú anh chị. Ở nhà không có nấu cơm, hồi sáng thì ăn cơm nhà chú Tư, xuống nhà chú Tư ăn cơm. Ngày chủ nhật Thủy không có nấu cơm, bà Hảo bây giờ thì Thủy đi xuống ăn cơm từ ở ngoài Bắc, bà Hảo vào cô chú anh chị, mẹ của chú Tư vào, nên là Thủy đi xuống Thủy ăn cơm. Giờ là tối về mới đi bán về, Thủy mới dọn hàng về, giờ tắm rửa rồi gia đình của Thủy đi ăn bún mắm nha cô chú anh chị. Thủy sẽ quay cái Thủy ăn bún mắm cho cô chú anh chị xem nha. Anh Mãi anh chở gia đình của Thủy đi nha. Nè, Thủy quay cho bà cô chú xem nè, đường Trần Nguyễn Văn Khả. Chị thích trên tối đi dạo mát gì nè cô chú chị. Không hả? Thì tới chỗ rồi ông bà cô chú anh chị. Thì cho cô chú anh chị coi nha. Thì hay ăn ở tiệm này nè cô chú anh chị, bún mắm đường Nguyễn Văn Khả nè. Quán nhỏ thôi nhưng mà 35.000 cô thì rất là thích ăn luôn nha cô chú anh chị. Giờ thì vô quán nha. Mấy đứa nhỏ nó vô quán rồi nè cô chú anh chị. Đây. Hai đứa nhỏ nó vô quán nghe Thủy rồi. Này. Đây. Thủy xí quay cho cô chú anh chị xem. Tiệm bún mắm nha. Bún mắm ở đây ngon lắm cô chú anh chị, trưa thì bán cơm. Thủy hay ăn ở đây lắm cô chú anh chị. Thủy sẽ ngồi bàn cuối. Đồ nêm. Đây là nước me để ăn bún mắm đó cô chú anh chị. Đó. Làm nước mắm chấm đi. Em Pháp ăn gì? Em Pháp giỏi lắm. Tập cho em Pháp làm là em Pháp làm. Đây, con Thủy với cháu Thủy với Kim nè. Cũng đi ăn bún mắm luôn. Con ăn tô lớn hay tô nhỏ? Tô lớn. Anh Mãi, anh Mãi anh làm chén mắm nè cô chú anh chị. Anh nặng chanh vô hấp dẫn nè cô chú anh chị ha. Nè Pháp ăn, Pháp để giấy đây tí nữa Pháp lao ha. Pháp ngồi yên chưa, con có ngồi yên không? Để Pháp muốn ăn à? Con đứng dậy lấy nước cho gì năm một miếng. Ê con nặng một xíu chanh vô mới ngon, chua chua mới ngon. Không ăn rồi uống. Đang chờ bún mắm nha cô chú anh chị. Đứa nào cũng đói bụng hết cô chú anh chị, chưa đứa nào ăn rồi cho nên nó Thủy dẫn cả nhà đi ăn luôn. Có biết Kim nữa, cháu Thủy nữa. Cả ngày hôm nay nhà Thủy làm ngày chủ nhật rồi đi xuống nhà chú Tư á, bớt luôn. Không có ngủ trưa, giờ về ăn xong chắc là ngủ một giấc dài tới đêm đi chợ cô chú anh chị.
mày á. Để mời ông bà cô chú uống nước với Thủy nha, thì khác nước. Ăn dịnh với tôi lại coi chừng vừa đổ bữa với em bữa nha. Thôi được rồi con ơi. Con nè. Anh có nói là không ăn cá mà bỏ chả nhiều không? Hai tôi không cá. Cá thì cá. Cá thì cá. Cá khúc ăn vừa ngon. Không có chả cá ấy. Vậy thôi chị đừng có làm cho chị gì không ha. Chị không ăn chả cá kia được đâu. Còn hai tô vẫn chả cá thay ấy thôi. Thay gì? Mà em có chả cá Nha Trang không? Còn chả cá kia là em không ăn á. Không có chả cá bỏ tô mực không? Không. Ờ làm 5 tô thôi nha. Rồi rồi. Tô hai tô có cá. Chả, chả này không có ngon. Chả cá thôi. Chả này không có ngon. Tí nữa em ăn hủ tiếu. Chả cá này không có ngon. Thôi thôi, bún mắm là anh biết em ăn cái gì là ngon nhất không? Chả cá. Ủa thì em dân biển em ăn quen rồi. Không có. Thì không có ăn bún mắm của cô chú chị. Nó hết không có đầy đủ nên thì không có ăn. Mấy đứa cháu có thể ăn thôi. Thì sẽ quay cho ông bà cô chú anh chị xem nha. Cháu của Thủy nè, Kim nè. Ngon không? Nhức nách kìa. Chả cá này chị nói không ngon đâu, chị nói thật, chị ăn rồi. Chả cá thì mua chợ cũng ngon mấy chỗ khác rồi đó, mà chị mới ăn. Chị ăn rồi, hồi bữa nhà em nấu rồi chị ăn thử rồi không ngon. Nó ăn không có quen. Đúng rồi, chả cá Nha Trang mới đặt chân chị mới ăn. Ngon không? Đây một tô ốc nóc Thiên này. Tô này là của Thiên mà. Thiên cũng ăn tô lớn luôn. Ngon không? À, thì sư bày em Pháp nha cô chú anh chị. Pháp ăn tô lớn luôn á cô chú anh chị. Đâu có đắng rồi. Ờ, dâu đắng nhưng mà ta nhúng rồi, không có đắng. Pháp ngon không? Pháp bữa nay lớn rồi, tự ăn rồi nha cô chú anh chị. Ăn hết viên tô luôn. Đó đó, muốn rớt cái miếng thịt luôn. Dịch với tô. Ôi con phải lấy giấy con lao. Không. Anh mãi anh cho Thủy con tôm nè cô chú anh chị. Ăn vậy. Anh mãi anh cho Thủy con tôm nè cô chú anh chị ạ. Mà Thủy ăn. À. Pháp có con tôm không? Có. Nè vậy năm lột tôm cho Pháp ăn. Con nè. Thủy lục tôm cho em Pháp nha con chú chị.
mời ông bà cô chú ăn cơm đây nè, đưa vô đây, mời ông bà cô chú ăn cơm. Cơm này nhỏ xíu này. Sao kỳ vậy? Ừ đúng rồi, Pháp có hai con. Pháp có hai con đúng không Pháp? Thì đâu xong không thì trời đây nè, cho nó cái thì này nè. Trời ơi, cái kim ăn dữ. Mẹ có cho tiền không? Nhiều, mẹ cho nhiêu không? Mà con chưa ăn cái gì luôn hả? Mà con ở nhà xong nghe chú Mãi nói rồi con mới đi hả? Rau con thấy ăn tự nhiên cấp 3, cấp 4 lên, tự nhiên hết hồn, không đi luôn, không đi luôn á. Mà con đâu có thấy đâu, con đang ở trong nhà mà. Đâu, con thấy chú Mãi cấm thằng Thiên về thằng Pháp giờ không biết có gì nhầm ở không. Mà con thấy hồi nào? Nãy luôn á. Hồi nãy gì năm vô là con chưa có ra cho nên con có thấy. Không lẽ luôn hết. Nhưng mà nghe chị Năm nói là hai người chở Kim đi ra. Trước em thấy tấm bài nó cốt thì em sợ. Rồi chứ không là con định ngủ luôn hả? Định ngủ rồi á. Làm bài gửi cho con. Gửi cho. Em gửi mới đúng một bài, hai bài nữa chứ. Thì nhớ về gửi cho Kim nha. Gửi gì? Em cảm ơn cái bài văn đó sẽ thượng về là em cảm thấy thế nào về bạo lực học đường. Không có học không? Rồi xong đó, giờ chỉ cho em Thiên ha. Đâu có, cái lấy luôn cái bài của nó để Kim nhận cho cô. Trời ơi, vậy đó kỳ vậy. Mà con làm được. Không, cái bài đó bà in ra bà bắt mình học thuộc mình làm. Ờ, bởi vì chị em hỗ trợ lẫn nhau. Ngon không? Chị hai cũng có ghi một bài bài về bạo lực học đường đó mà cũng thấy tụi nó ngắn bụng mà. Ngắn bụng nó cái kết. Ăn hết dao rồi kìa. Dù Hiền ăn hết dao. Con Kim mà phải tập ăn rau. Hả? Tôi đây, sẵn tay về năm lọt. Con có ăn không? Nó. Ồ, vậy ha. Tưởng ăn hả? Nó giỡn cái miệng nghi mà. Nó có hai con. Nè. Rồi một con nó đâu đưa đây. Nè con lấy giấy con lau cái miệng con ơi. Tí nữa em mua một cái tô gì về em review em ăn nha. Thằng Thiên nó cũng không ăn cà nâu luôn kìa. Còn tô con không có. Tô thì có mà thì tưởng cái đó là thằng ăn rồi thì ăn luôn. Bữa nay mùng mấy rồi ta? Mười. Mùng mười hả? Mùng mười Tây á hả?
quay. Tội không có cái răng cho nó, mà có cái răng hắn nó ăn nó mập thù lù. Mai ơi, có mai ai này là thuê là nhà thuê trong đó luôn nhiều. Kim lần đầu tiên ăn ở đây phải không? Hả? Ai lần đầu tiên ăn ở đây cũng ngon. Con Quỳnh lần đầu tiên ăn ở đây cũng ngon. Ở đây hả? Ở đây có bán cháo lòng đâu? Ờ có. Phải không? Không phải chỗ này đâu con. Ở trên kia kìa. Không. Nhớ lại hồi đó bị ăn cái cháo lòng mà trong nhẫn có huyết canh nữa rồi. Ờ uống luôn đi để quên luôn. Uống cho nó hết. Rồi xong cầm về để quên. Hai ông này á, ăn tối ngày á, giỡn. Mấy đứa cháu nó ăn hết luôn rồi cô chú anh chị. Đây, không còn một miếng nước luôn rồi. Ăn hết luôn, của em Thiên cũng ăn hết luôn. Chỉ còn em Pháp thôi. Pháp cũng ăn hết luôn. Rồi tính tiền đi về nha cô chú anh chị nha. Giờ thì đi về, thì sẽ kiếm cái gì thì ăn. Khi nào về thì sẽ quay cho ông bà cô chú xem nha. Có một cái quán rất là đẹp luôn mà cô chú. Đó. Ở dưới đây là có cái quán nhúng. Không phải không? Lộn rồi cô chú anh chị. Anh hồi nãy nó để mãi vlog cuộc sống mưu sinh là gì anh? Nó mới phát luôn á. Anh mới đăng ký ha. Đây có quán trà sữa dễ thương ha cô chú chị ha. Ôi, ở bên này có một cái Noel. Một cái Noel đẹp không? À. Thủy đi về nha cô chú anh chị, có mấy đứa cháu của Thủy. À, dễ thương ha. À, con của Thị với cháu Thị nó chạy xa quá cô chú anh chị. Anh mai mốt nhớ đi nha. Đây công viên ở gần nhà Thị nè, gần nhà thờ Bác Hà nè cô chú anh chị. Công viên ở chợ Bác Hà nha. À quên, công viên ở trước cổng Bắc Hà, nhà thờ Bắc Hà. Là cho cô chú anh chị xem
hủ tiếu Tú Nhi nè cô chú chị, cũng đông khách lắm nha cô chú chị nha. Thì ăn ở đây có một lần rồi, giờ thì ăn lần thứ hai mà đông khách ngon lắm cô chú chị. Em Pháp em Tiên ăn rồi hồi nãy là thị không ăn bún mắm, là lý do là không có chả cá Nha Trang á, cho nên thị không có ăn. Cho nên giờ là thị ăn hủ tiếu xương nha cô chú anh chị nha. Thị xuống Việt Kiều thì ăn hủ tiếu xương. Đây là tô hủ tiếu xương nè cô chú anh chị, rau nè, ngon cực kỳ nha cô chú anh chị. Thị sẽ bỏ một miếng rau quế vô. Thị bỏ một miếng xà lách vô nha cô chú anh chị nha. Đơn giản mà ngon nha cô chú anh chị. Đây là tô hủ tiếu của Thị nè cô chú anh chị. Thị sẽ trộn lên nha cô chú anh chị nha. Ồ, em Pháp đưa dễ thương quá. Em Pháp qua đây ngồi nha. Biết rồi nhưng mà qua đây ngồi với chị Năm. Em Pháp múc nước cho Thủy luôn này cô chú chị, thấy dễ thương không? Hai đứa nó có hiếu lắm. Mình sống tốt với con cháu thì con cháu nó sẽ có hiếu lại với mình ha cô chú chị ha. Thủy sẽ bỏ một miếng ớt, Thủy sẽ làm một chén nước chấm nha cô chú chị. Thị sẽ làm một chén. Thị thích là chấm thịt. Thôi con lì. Thị sẽ cho một miếng nước tương nha cô chú chị nha. Y như là hủ tiếu gõ luôn á cô chú chị. Ngon cực kỳ. Để mời ông bà cô chú ăn với Thủy một tô hủ tiếu xương nha. Ở đây cũng bán hủ tiếu gà rồi nó cô chú anh chị, nhưng mà Thủy thích ăn hủ tiếu xương thôi. Thủy sẽ cắn một miếng thịt nha cô chú anh chị. Thị không có thích ăn món gì đó, là anh mà anh chở Thị ăn món khác. Ăn sao cho nó ngon miệng là được cô chú anh chị. Chứ mà Thị ăn cái gì mà không ngon miệng á, mình bỏ tiền cho mình ăn mà không ngon miệng bực bội. Ngon cô chú anh chị. Cái dĩa rau sống nè cô chú anh chị. Hồi nãy á là nhà Thị á là ăn bún bò, quên bún mắm chứ cô chú anh chị, nhưng mà ở đó nó hết chả cá Nha Trang rồi cho nên Thị không ăn, Thị đi ăn hủ tiếu. Từ đường Nguyễn Văn Khả ăn mãi chở Thị xuống Việt Kiều để ăn. Thank you.
Thì ăn cái gì thì cũng phải chấm mắm nó mới ngon rồi chú anh chị. Thì ăn đơn giản của chú anh chị nhưng mà phải ngon. Thủy đang ngồi ở Việt Kiều nha cô chú anh chị nha. Ngon quá cô chú anh chị. Quán thì đông lắm, giờ này là vắng khách từ từ mà quán này bán tới 11, 12 giờ luôn nha cô chú chị. 11, 12 giờ tối đêm. Thì ăn món gì thì cũng thích uống nước lèo có chứ. Thì ăn xong rồi cô chú anh chị, trước khi chắc video của Thủy cũng dài rồi cô chú anh chị, chắc Thủy xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video thì xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ của chú anh chị nào có yêu quý Thủy nhớ đăng ký cho Thủy với nha, nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau nha, bye bye.